Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Và nhân dịp năm mới thì Nhật An kính chúc quý vị đó chính là có một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe cũng như là đông đầy niềm vui, hạnh phúc bên gia đình của mình. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại tầng 3 của showroom Mark Home miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi đang ngồi trên một cái mẫu sofa mẫu nha quý vị. Có thể thấy là chiếc sofa này thì sẽ được bọc da cao cấp nè. Và ngay phía trước thì sẽ là một chiếc bàn trà. Và bàn trà ở đây thì cũng sẽ được thiết kế, đó chính là mặt bàn là ốp đá. Còn khung bên dưới thì sẽ được thiết kế là màu trắng xen kẽ với những viền đen. Tại tầng 3 nói riêng cũng như là tầng 1, tầng 2 và nhiều tầng khác tại showroom vật liệu mẫu hôm miền Nam còn trưng bày rất là nhiều sản phẩm quý vị. Nếu như có thời gian, xin mời quý vị đến đây để chúng ta xem qua, tham quan và có thể là lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ cũng như là tư vấn đến từ đội ngũ kinh doanh và đội ngũ kiến trúc sư công ty chúng tôi. Và ngay phía trước của chúng tôi thì ở đây trên tay Nhật An, quý vị có thể thấy đây là một cái hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Sau khi mà gia chủ làm việc với kiến trúc sư của Mark Home xong ha, thì sau đó thì sẽ nhận được trên tay của mình một cái cuốn hồ sơ như thế này. Bên trong thì có đầy đủ nha quý vị, từ đó chính là về hồ sơ thiết kế kỹ thuật này ha, rồi hồ sơ kết cấu, hồ sơ điện nước, tất tần tật thì chúng tôi sẽ đều có ở trong cuốn hồ sơ như thế này. Còn đây sẽ là hợp đồng thiết kế, quý vị sẽ thấy rất là quen thuộc nếu như mà chúng ta xem nhiều video Mark Home tư vấn về quá trình thiết kế cũng như là ký kết hợp đồng thi công trọn gói. Bên trong thì sẽ có rất là nhiều điều mục để cho quý vị có thể dễ dàng xem qua cũng như là để đảm bảo rằng quá trình làm việc sẽ minh bạch rõ ràng hơn. Ngày hôm nay thì em và Diệu sẽ ghé đến Bình Dương và chúng tôi sẽ trở lại thăm công trình của nhà anh Lĩnh, là một khách hàng của Mark Home. Đây là một công trình nhà vườn. Ngày hôm trước khi mà đến là công trình gần hoàn thiện ha. Còn ngày hôm nay khi nhận được tin là gia chủ cũng đã chuyển vào ở rồi thì chúng tôi rất là vui sẽ có chuyến đi đến Bình Dương để ghé thăm lại công trình này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển thôi. Sau hơn một tiếng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại em và Diệu đã có mặt tại Bình Dương nha quý vị. Và đây là khuôn viên của công trình của nhà anh Lĩnh. Và như quý vị có thể thấy là ngày hôm nay so với ngày hôm trước khi mà chúng tôi đến thanh tra thì ngày hôm nay là công trình đã hoàn thiện 100% rồi nhé. Công trình này dù đứng ở góc độ nào, ở phía bên hông hay là phía trước thì chúng ta đều cảm nhận được một vẻ đẹp. Và vẻ đẹp này nó rất là thống nhất cũng như ăn nhập với nhau luôn quý vị. Đầu tiên là về hình khối đi, chúng ta thấy là có khối chính, khối phụ ha. Chưa kể là cả sảnh chính và sảnh phụ bên kia thì đều rộng rãi và thông thoáng như nhau. Và đây sẽ là một công trình gọi là một công trình kiểu mẫu luôn, cũng không sai, bởi vì đây là cái dạng nhà vườn mái Nhật đang rất là được ưa chuộng của Mark Home. Bởi vì cái kiểu nhà này mỗi khi lên sóng là lại có nhiều khách hàng lại liên hệ để mà hỏi về kiểu nhà này ha. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị có thể thấy là cái vẻ đẹp của nó vừa là có nét là tinh giản nè, nhưng mà lại rất là thu hút. Đặc biệt là cái điều anh thích ở công trình đó chính là cách phối màu. Quý vị thấy là lựa chọn cái tông màu rất là trendy như là tông trắng nè, tông màu xanh và tông màu ghi. Đây cũng đang là ba gam màu được ưa chuộng nhất của Mark Home. Em thấy là vị trí tiếp giáp với mái trên kia còn có những chỗ mà chúng ta kẻ rãnh nữa, cho nên nó cũng là một cách làm đẹp cho công trình. Không nhất thiết là chúng ta phải có thêm quá nhiều những chi tiết trang trí cầu kỳ hay là quá nhiều vật liệu ốp lát đâu quý vị. Một số chi tiết nhỏ thôi cũng đã có thể giúp cho công trình có tính cá nhân hóa cao hơn. Về công trình này thì quý vị có thể thấy là hệ thống cửa thì 100% sẽ đều là cửa nhôm hệ kính nhé. Từ vị trí cửa chính ở đây, rồi cửa sổ vị trí này, hay là cả cái khu vực mặt bên ở đây luôn, thì chúng tôi sẽ đều thiết kế là phần cửa là cửa nhôm hệ kính 100%. Với việc thiết kế như thế này thì sẽ lấy được thật là nhiều ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Và cái khu vực của nhà anh Lĩnh nó có một cái ưu điểm, đó chính là nếu quý vị xem từ thước phim Blackcam sẽ thấy là anh có một cái khoảng sân ở phía bên ngoài, ở mặt bên nè, cũng khá là rộng rãi ha. Và thời điểm này có những cơn gió mát nữa, cho nên chắc chắn rằng cái khu vực sinh sống bên trong sẽ rất là thoải mái. Di chuyển đến đây thì cảm nhận rõ ràng là ưu điểm của một công trình vườn luôn quý vị. Bởi vì như anh An chia sẻ là khi thi công thì chúng tôi cũng đã tính toán trao đổi với gia đình đâu sẽ là vị trí thi công xây dựng công trình và chừa ra khoảng sân nhất định như thế nào để đó là lối di chuyển nè, và kết hợp trồng thêm một số chậu cây xanh nữa. Với công trình này thì nếu mà chúng ta quan sát từ ngay khu vực ở đây là khu vực sảnh chính đi,
thì quý vị sẽ thấy nè, chúng tôi sẽ thiết kế và thi công ở đây là sẽ có 5 bậc ha, tượng trưng cho ngũ hành, và sẽ ốp đây chính là granite hay còn gọi là đá hoa cương, với tông màu đen cũng rất là đẹp nha quý vị. Ngoài ra thì hai bên là hai chiếc cột nè, và phía bên dưới của phần trụ cột thì chúng tôi vẫn sẽ ốp đó chính là đá hoa cương. Khi mà di chuyển bước lên xuống thì em cảm giác rất là chắc chân. Và thêm vào đó nữa, loại vật liệu này có một ưu điểm quý vị, đó là ít trầy xước. Cho nên kể cả chúng ta có đi lên đi xuống nhiều như thế nào, sau một thời gian dài sử dụng thì vẫn yên tâm là nó giữ được hình thức lâu dài. Một chi tiết nữa ở công trình này đó chính là có thêm hệ thống đèn ngoại thất bố trí cho vị trí cột nè, cũng như là trần sảnh thì cũng có một chiếc đèn phía trên. Từ đến giờ thì anh chưa có chia sẻ về kích thước thì bây giờ anh cũng xin chia sẻ luôn nhé. Công trình sẽ có chiều dài là 14,35m, chiều rộng là 10,6m và tổng diện tích sử dụng công trình này tầm khoảng 115m². Về chiều cao thì ở tầng 1 sẽ là 3,9m, còn kích thước của mái là 3m. Thường thì chúng ta hay nói là mái Nhật thì độ dốc không có bằng mái Thái, nhưng mà thật ra khi mà về Việt Nam thiết kế thi công thì chúng tôi cũng đã có những sự tính toán được quý vị. Đầu tiên là phải đảm bảo được sự thẩm mỹ cũng như là sự cân đối giữa các phần trong công trình, và thứ hai là cũng phải đảm bảo tỷ lệ chiều cao sao cho khi mà chúng ta ứng dụng lên công trình sẽ góp phần chống nóng cũng như là thoát nước vào mùa mưa, từ đó thì sẽ không lo tình trạng là nước mưa đọng trên phần mái. Và đó là tổng quan bên ngoài của công trình này. Bây giờ em và Diệu sẽ dẫn quý vị chúng ta tiến vào bên trong nhé. Tiến vào bên trong, khu vực đầu tiên mà chúng ta tiếp cận đó sẽ là phòng khách có diện tích là 25m². Có thể thấy là một cái diện tích cũng khá là rộng rãi, cho nên gia chủ đã đặt để nội thất cũng rất là thoải mái nha quý vị. Ví dụ ở vị trí này đi, đó chính là sẽ đặt một bộ bàn ghế với chất liệu là gỗ tự nhiên ha, cũng khá là sang trọng nè. Vị trí bên kia sẽ là vị trí kệ tivi và kết hợp luôn, đó chính là cái phần lam ở tiếp ở phía bên trên nha quý vị. Và chừa ra những cái vị rất là nhiều những cái hộc để mà sau này có thể trưng bày trang trí những cái món đồ phụ kiện giúp cho phòng khách đẹp hơn. Phần trần của khu vực phòng khách cũng rất là đẹp, được thi công theo kiểu khung xương chìm quý vị. Và chúng tôi sẽ tiến hành đó chính là đi đèn dây led với sắc màu đó chính là màu vàng xung quanh. Còn hệ thống chiếu sáng chủ yếu thì sẽ là đèn đa la âm trần. Và ngay trung tâm thì cũng không thể bỏ qua, đó chính là một cái thiết bị 2-in-1 rất là được ưa chuộng ha. Đó chính là một cái quạt đèn trần đúng không nào, vừa kết hợp là chiếu sáng vừa làm mát nữa. Đây là một cái thiết bị mà bây giờ em thấy là được sử dụng cho rất là nhiều những thiết kế của Mac Home luôn. Ở ngay phía sau chúng tôi thì đây sẽ là một ô cửa sổ rất là to ha, để mà có thể lấy được cái nguồn gió và ánh sáng tự nhiên vào bên trong của không gian phòng khách. Còn di chuyển ở phía bên này đi thì đây sẽ là không gian cung kính nhất của ngôi nhà. Khu vực này sẽ có diện tích là 10m² quý vị. Ở đây thì việc bố trí hoàn toàn hợp lý, như chúng tôi chia sẻ rất nhiều lần, đó chính là sẽ có hai nơi mà thường thì chúng ta sẽ thấy là bố trí phòng thờ. Nếu như là nhà một tầng thì thường sẽ bố trí ở phía trước, còn nếu mà nhà cao tầng thì sẽ bố trí ở vị trí cao nhất. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng kéo qua những khu vực sinh hoạt riêng tư. Đây sẽ là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích đó chính là 13,3m² nha quý vị. Ở bên trong thì tất cả mọi thứ đã được bố trí rất là đầy đủ rồi. 13m² cũng là một diện tích tiêu chuẩn. Với khu vực ngủ nghỉ sinh hoạt riêng như thế này thì diện tích khoảng từ 12m² trở lên là có thể đảm bảo được việc chúng ta bố trí đầy đủ các đồ dùng nội thất nào, cũng như là chừa ra được khoảng trống thoải mái cho việc di chuyển. Ở đây thì về nội thất quý vị thấy là cũng rất là đầy đủ ha. Ví dụ ở đây nè, có nguyên một chiếc giường khá là to, rồi táp đầu giường cạnh bên vị trí của bàn học vậy ở đây, và đối diện sẽ là vị trí của tủ quần áo nữa. Nhưng mà cái không gian di chuyển của chúng ta thì vẫn còn khá là rộng rãi, cho nên là như tôi đã từng chia sẻ là cái diện tích chỉ là một phần thôi. Quan trọng nhất là cái cách đặt để nội thất của chúng ta làm sao là hợp lý nhất để mà cái không gian sống thật sự là tiện nghi. Với những vị trí bên ngoài thì cửa sẽ là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Còn riêng vị trí cửa thông phòng ở đây thì lại là một chất liệu khác nè quý vị. Ở đây thì có thể thấy đó chính là rất là giống với gỗ tự nhiên đúng không nè. Nếu quý vị quan sát qua đó chính là màn hình. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta nhìn trực tiếp cũng như là chúng ta đóng mở thì sẽ thấy là nó nhẹ hơn của gỗ tự nhiên rất là nhiều. Đây chính là những cái dòng cửa composite nha quý vị. Với cửa composite là cửa nhựa giả gỗ, nó kết hợp cả hai cái đặc điểm của cửa nhựa và cửa gỗ luôn. Cho nên hiện tại nó rất là được ưa chuộng, và có một cái ưu điểm lớn của nó là tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, việc mà chúng ta sử dụng cửa composite như thế này thì nó cũng sẽ che chắn rất là tốt, cho nên là đảm bảo rằng chúng ta sinh hoạt bên trong sẽ cực kỳ tiện nghi. Còn trong trường hợp nếu như quý vị vẫn thích nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính thì chúng ta nên lựa chọn là kính mờ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với không gian phòng bếp ăn của công trình nha quý vị. Khu vực này thì sẽ có diện tích là 22m².
Hiện tại thì bởi vì công trình này như chúng tôi chia sẻ là cũng mới bàn giao gần đây thôi, cho nên là gia chủ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nội thất ha. Sắp tới thì ở vị trí trống ở phía trước thì chúng tôi sẽ đặt thêm, đó chính là vị trí của bộ bàn ghế ăn nữa, thì cũng rất là thoải mái bởi vì cái diện tích rộng rãi mà, đúng không nào? Chưa kể là khá là gần với ô cửa lớn ở phía bên kia để mà lấy sinh khí vào nữa. Từ đến giờ thì đã nói về phần trần rất là nhiều rồi, nhưng mà chúng ta chưa có nhìn xuống cái phần sàn, đúng không nào? Sàn ở công trình này thì An đánh giá là một công trình lựa chọn gam màu khá là ấn tượng ha. Tức là không phải đơn thuần là cái sắc màu trắng giống như đa phần những công trình khác, mà nó sẽ có cái đường vân đen nó rất là rõ luôn ha. Và đây cũng là một cách kết hợp khá là hay, bởi vì đây là hai cái gam màu nó đối lập với nhau, nhưng mà khi mà kết hợp thì quý vị có thể thấy là nó cũng khá là sang trọng. Em thấy là rất là sang luôn đó chứ. Cho nên là quý vị cũng có thể tham khảo những loại gạch giống như vậy. Thay vì chúng ta lựa chọn những loại gạch có quá nhiều họa tiết thì rất là dễ sau một khoảng thời gian sử dụng nó đã trở nên lỗi thời rồi. Còn những thiết kế mà đơn giản và tinh tế như thế này thì sẽ có giá trị trường tồn với thời gian hơn. Chưa kể là những sắc màu như là trắng, ghi hoặc đen đều là những gam màu rất là sang trọng, cũng như là dễ dàng kết hợp với những màu sắc khác. Và sẵn nhắc đến màu sắc thì chúng ta cũng quan sát luôn là cái kệ tủ bếp ở đây ha, là cũng đi theo những cái tông màu như là chúng tôi vừa nói đó. Ví dụ là phía bên trên nè, tủ bếp trên là cái cánh là màu trắng nha quý vị, tủ bếp dưới là màu ghi, rồi mặt bếp là kim sa màu đen, và tường bếp thì là màu xanh. Cái màu xanh này quý vị có thấy quen không? Đây là cái màu xanh mà chúng ta cũng đã thấy từ ngoại thất ở bên ngoài rồi, một lần nữa khi xuất hiện lại nó sẽ tạo nên một sự kết nối giữa không gian nội và ngoại thất. Và có một điều như thế này quý vị, đây là nơi mà chúng ta thường xuyên thao tác nấu nướng, kể cả là vào buổi sáng hay là buổi tối, cho nên là hệ thống chiếu sáng thì sẽ rất là quan trọng. Chúng tôi cũng đã thi công đi đường dây điện ở đây để khi mà chúng ta có nấu nướng thao tác nè, nhìn vào cũng vừa thẩm mỹ mà nó lại vừa cung cấp ánh sáng nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một phòng ngủ tiếp theo nhé. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích đó chính là 12.9m². Cũng là một diện tích rất là tiêu chuẩn, chỉ kém phòng ngủ vừa rồi một chút xíu thôi. Nói chung là chênh lệch không đáng kể. Bên trong thì cũng đã rất là đầy đủ các trang thiết bị và đặc biệt là vị trí sắp xếp cực kỳ hợp lý. Ở đây thì có lẽ là chúng ta phải quan sát đến cái khu vực này một chút xíu nè. Đây là một cái thiết kế mà An thấy là cũng rất là hay. Nếu quý vị quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy đó chính là cái khu vực ở đây. Có thể xem là bàn trang điểm cũng được, bàn làm việc cũng được, bàn học cũng được ha. Nó sẽ kết nối trực tiếp với cái vị trí của tủ quần áo luôn. Tức là đây là một cái thiết kế 2-trong-1 nội thất thông minh. Đôi khi nếu mà căn phòng chúng ta quá rộng thì không cần phải bàn rồi, đúng không nào? Thì mình mua bao nhiêu hoặc kích thước bao nhiêu cũng không quan tâm. Nhưng nếu mà căn phòng chúng ta diện tích không quá lớn thì đây là một cái giải pháp nè. Quý vị khi mà chúng ta lựa chọn nội thất nó kết hợp với nhau á thì nó sẽ tận dụng tối đa được diện tích, từ đó thì cái không gian sinh hoạt chúng ta sẽ rộng rãi hơn. Và cũng chia sẻ thêm với quý vị là trong bộ hồ sơ của Mốc Home thì sẽ có một trang trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công là mặt bằng thi công xây dựng, sẽ rất là cụ thể và chi tiết tất cả các kích thước. Từ đó khi mà chúng tôi chuyển giao qua bộ phận thi công của công ty thì sẽ đảm bảo là thi công chuẩn chỉnh, là chừa ra các kích thước hợp lý, cũng như khi mà chúng ta lắp đặt đồ nội thất vào là vừa khít luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển ra phía sau ha. Đây sẽ là phòng ngủ có diện tích là 12.5m², tuy nhiên hiện tại đây có thành viên gia đình sử dụng, chúng ta không tiện để review. Còn đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung, đặt ở về cuối công trình, và ở đây còn có một bức tường được thiết kế dôi ra nữa, tất cả thì đều rất là riêng tư. Việc gần với cửa hậu ở đây cũng sẽ là một ưu điểm, giúp cho khu vực nhà vệ sinh không lo tình trạng ám mùi. Đúng rồi, nó sẽ lấy được cái nguồn gió và sinh khí ha, không chỉ cho vị trí này đâu mà cho cái lối hành lang, và đặc biệt là nó sẽ liên đới với không gian bếp luôn nha quý vị. Vị trí vệ sinh sẽ tách biệt ra khu vực lavabo riêng và khu vực vệ sinh, và khu vực tắm nó sẽ riêng một khu vực khác, cho nên là cái việc mà sử dụng chúng ta, đặc biệt là những lúc mà cao điểm á, thì nó cũng sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Và là ngày hôm nay thì em và Diệu đã dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà anh Lĩnh ở Bình Dương. Một công trình nhà vườn rất là đẹp, và em tin chắc rằng khi công trình lên sóng sẽ có nhiều quý vị yêu thích mẫu nhà này. Quý vị cảm thấy như thế nào về công trình ngày hôm nay? Có thể để lại bình luận bên dưới video. Và nếu như chúng ta cảm thấy rằng yêu thích công trình này cũng như rất nhiều công trình khác chúng tôi đã thiết kế thi công, đồng thời vẫn đang trong quá trình tìm kiếm công ty thiết kế thi công xây dựng, thì có thể liên hệ cho Mốc Home để được hỗ trợ và tư vấn. Quý vị có thể liên hệ đến các số hotline 0964458888, 0828133333. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Nhật An và Ánh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.